Ok anh em nhìn báo thủ kìa, báo thủ Vario. Xe không bảng số, đầu không đội nón bảo hiểm á, chân mang dép kẹp quần sọt. Chạy ngoài đường bó tay. Wow, ghê chưa, ghê chưa, các bạn nhìn góc trái kìa. Bó tay với báo thủ này thật. À, ngay ngã ba này, ngay ngã ba mà quành đầu kiểu này này, đó, quành đầu kiểu đó là dễ hành lắm nha anh em. Vario, báo thủ 99 Vario 17 tuổi nha. 99. Hello, chào các bạn. Vâng, lễ 2 tháng 9 được nghỉ 3-4 ngày các bạn ơi. Đó, hôm nay là chiều mùng 3 tháng 9. Tôi có chở nhóc Luân, thằng con trai út của tôi các bạn ơi. Đi vòng vòng dạo mát đồ chơi, cái ghé vào salon xe hệ thống của Quang Phương nhé để xem xe. Wow, đây là một cái dãy xe Vario 125 rồi 160 phân khối vân vân. Quang Phương các bạn ơi, Quang Phương mô tô. Ở ngày xưa tôi cũng mua chiếc GZ 125 ở đâu gần đây này. Đó, bạn Luân đang kết cái chiếc Vario rồi. Đó, cái form 160 thì nó to, nó già quá, nó không phù hợp với lại trẻ trâu với thanh niên. Cho nên bạn Luân 17 tuổi thích cái form 150 cơ. Nào, cho được màu nào chưa? Nó đẹp, Trắng rồi nó anh. như chất. Nhưng mà 150 giờ ngưng sản xuất rồi, chỉ còn vài chiếc tìm kiếm đó, khó lắm và giá nó ảo, nó lên tới 70 77 triệu chiếc đấy. Ha, còn cái chiếc Vario 125 này thì nó gọn hơn và giá rẻ hơn. Vâng, bạn Luân đã kết chiếc này này, đó, chiếc màu đen nhám. Vâng, chiếc này ở thành phố lăn bánh là 49 triệu 500 ngàn full giấy tờ bằng số thành phố à, và có smart key, đó, chìa khóa thông minh ấy. Đó, kết chiếc đó rồi đi vô làm thủ tục trả góp bạn ơi. Vâng, cà thẻ. Dưới chạy. Vâng, cái thẻ tín dụng của tôi thì maximum được có 40 triệu thôi. Mình cà hết 40. Còn thiếu Anh chụp lại số khung số máy 12 đâu triệu cả. mấy nữa. Số khung số máy đâu chụp thì lại luôn. mình trả Để tiền mặt. lại cho anh làm số khung đây nè anh cho Đó, tiền trả góp thì lãi 0% nhưng mà cái phí giao dịch hết 3 triệu 2. Quá là chát luôn. Tôi thì thích với cái chiếc màu mè kia hơn, nhưng mà coi những đây cái chiếc cái chị đó cho thì mình nhớ. họ sơn lại thôi. Thì tiền chi phí sơn là 3 triệu đó, còn cái sơn zin của nó thì chỉ có đen nhám thôi. Còn Luân chỉ thích màu đen, còn đen bóng đó là nó lại không có smart key, nó là khóa thường, cho nên là mình thích đen bóng nhưng mà nó không có smart key xe zin đấy, cho nên thôi lấy đen nhám cũng được, nó có chìa khóa thông minh rồi. Các bạn thấy ổn không? Đó, cái này là nó có đời 2023 này. 125 đời 2023 nó có sạc luôn. Đó, sạc 2 ampere ha. Đó, cái hốc này là mình bỏ được chắc phải được hai cái điện thoại luôn đấy. Ừ, khá tiện, chống nước. Đó, đang làm thủ tục trả tiền xong rồi thì mình làm thủ tục đổ xăng rồi châm nhớt rồi sạc bình rồi vân vân. Đó, quá ổn bạn ha. Vâng, còn 2-3 tháng nữa thì bạn Luân sinh nhật tròn 18 tuổi mà. Đó, xe này là của nhập khẩu từ Indo, cho nên nghe nói thủ tục làm giấy tờ nó kéo dài tới cả tháng ấy. Ok các bạn, đã mua xe Vario 125 cho bạn Luân rồi.
mua ở Quang Phương. Quang Phương ô tô. À. Yeah. Chúc mừng bạn Luân. Vâng, do bạn Luân chưa có bằng lái xe, chưa đủ 18 tuổi, chưa bằng lái xe, cho nên tôi bỏ xe lại ở đó. Ngày hôm sau tôi mới nhờ bạn Tuấn Anh, đó, thằng em chơi Lycan chung á, chạy về dùm. Chứ bạn Luân không có bằng lái, chạy xe không bằng số ngoài đường nữa thì nó rất là nguy hiểm và vi phạm pháp luật các bạn ha. Đó, bạn Tuấn Anh chạy trước kìa. Tôi thì không có thích xe tay ga. Cuộc đời tôi nay 55 tuổi rồi nhưng mà chưa từng sở hữu một chiếc xe tay ga nào. Mình thích xe tay côn. Đó, tay ga nhà cũng một, có một chiếc LX, Novo LX đó, thế hệ 3 đó. Nhưng mà chạy chán tôi không thích. Đó, tôi để bạn chúng ta anh chạy thử coi có bằng AB không. Vâng, bản Smarty có remote này thì nó đắt hơn chìa khóa thường khoảng đâu đó khoảng 2 triệu hay sao á. Nó hình như vậy. Tìm xe. Rô. Tìm xe. Không thì máy là nó chúng lên. À nó lên. Mở công tắc điện là lên hả? Đúng rồi. Hay là ban nãy nó chậm quá. Đó, mở công tắc điện là lên. Nó có ghi sạc nhanh sạc chậm gì không? Không, sạc nhanh sạc chậm á, không phải nhanh đâu. Nó sạc... bao mấy tiếng đầy nhìn coi. Sao nó báo được? Sao không báo? Thua sao. Bây giờ đó. Cái trống này nó kêu ha, nó kêu dữ rồi. Ừ. Kêu to quá. Kêu to. Chạy vòng ơi. Chạy vòng thử coi. Đó, coi chừng công an đó. Mày nó có vô tới đây không? Chạy hướng này nè, hướng này đường cụt nè. Hướng này đường cụt nè. Vâng, đoạn đầu video tôi chém gió chơi cho vui tí thôi các bạn. Chứ thực ra đây là trong khu dân cư và cái đoạn này là đoạn đường cụt. Cho nên là bạn Luân chạy thử tí ở nhà ngay ở đây. Nên cũng quên mang mũ bảo hiểm. Mong các bạn thông cảm nha. Chém gió chơi chạy thử cái đoạn đường này thôi. Đoạn này tới đây nó hết đường rồi, nó là đường cụt đấy. Chứ các bạn đừng có bắt chước bạn Luân không đội mũ bảo hiểm, xe không bằng số chạy ra đường nha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Chừng nào bạn Luân đi bấm số, bảng số thì tôi sẽ quay tiếp video tiếp theo. Mời các bạn đón xem nha. Bye bye.